lực của động cơ dầu, chiếc máy di chuyển nhanh và dễ dàng với người sử dụng. Bộ phận cắt là các lưỡi thép sắc bén, được thiết kế theo dạng nhiều lưỡi kéo, hoạt động cắt đồng thời, vì vậy mà hàng loạt cây cỏ nhanh chóng bị cắt đứt,